Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao Nguyên Nam Trung Bộ, Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam, cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Cái này nữa ta. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự của Đài Truyền hình. Tivi cạp rồi kìa. Hay quá vậy ta. Một răng kia mà con cạp.